Rồi bây giờ là tới cái ba lô của nhà tôi. Quy trình làm thì cũng y chang như hồi nãy thôi. Mấy bạn yên tâm đi, tôi không có cắt ghép video gì đâu. Bạn nào mà không tin á, tôi sẽ gửi sụt gốc cho coi ha. Còn bạn nào mà đa nghi hơn nữa thì hôm nào tôi quay tôi rủ lại coi trực tiếp luôn. Cũng là một cái lượng nước đó, cũng là cái thời gian đó, nhưng mà cái ba lô bên tôi sau khi mở ra thì kết quả là hoàn toàn không có một miếng nước nào bên trong hết. So sánh như vậy thì có vẻ không công bằng lắm, tại vì ba lô bên tôi hai lớp mà. Nhưng mà mấy bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao ba lô Local Brand thì lại có hai lớp, còn ba lô thương hiệu lớn thì lại một lớp không? Đây, cận cảnh hoàn toàn khô ráo nha. Giờ tới chống chịu đi, 15kg thôi. Về sức chống chịu thì cả hai cái ba lô đều đáp ứng được 15kg, cả quai lớn lẫn quai nhỏ, một quai lẫn hai quai đều rất ổn. Quai đeo thì hòa nhau. Nhưng mà về phần chống thấm với phom dán thì tôi có thể tự hào nói là ba lô của tôi hơn. À, có một cái điểm cộng của cái ba lô thương hiệu này á là nó có thể tích lớn hơn bên tôi khoảng 20-30% gì đó, nên là sẽ để được nhiều đồ hơn. Đồ ngoại 939, đồ Local Brand 290. Chê nữa đi.